Kinh Trư Ca Chướng Bồ Tát Sở Vấn, quyển 19. Lại nữa này Tiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức có thể khéo nhận biết về hành 4 nhiếp pháp. 10 pháp ấy là những gì? 1. Bồ Tát hành bố thí đạo, tạo lợi ích để thu phục giáo hóa các hữu tình. 2. Hành bố thí an lạc. 3. Hành bố thí không cùng tận. 4. Nói những điều lợi ích. 5. Nói những điều đúng như nghĩa. 6. Nói những điều đúng như pháp. 7. Nói những điều đúng như lý. 8. Hành điều lợi ích. 9. Cùng đem mọi thứ của cải để tạo lợi ích. 10. Đem mọi thứ của cải dùng để cứu vớt tánh mạng, tạo lợi ích, nhằm thọ phục giáo hóa hữu tình. Này thì Nam, bố thí lợi ích, tức là bố thí pháp, bố thí an lạc, tức là bố thí của cải, bố thí không cùng tận, tức là giảng nói, chỉ rõ cho người khác về chánh đạo. Nói lời lợi ích là giảng nói các pháp thuộc phần thiện. Nói những lời đúng như nghĩa, tức là đeo giảng về lý chân thật. Nói lời đúng như pháp, nghĩa là thuận theo giáo pháp chân chánh của Như Lai, để nêu giảng về các pháp. Nói lời đúng như lý, nghĩa là không hủy hoại ý nghĩa chân thật. Hành lợi ích, nghĩa là khiến các hữu tình bất thiện, không phát khởi pháp thiện được an lập, đem mọi thứ của cải để làm lợi ích. Nghĩa là những của cải, vật dụng, thức ăn, thức uống, bố thí bình đẳng, đem mọi thứ của cải dùng để cứu giúp tánh mạng, tạo lợi ích. Nghĩa là dùng vàng bạc mani, trân châu lưu ly, ốc quý, ngọc bích, voi ngựa xe cộ, cùng bố thí để làm lợi ích. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp như thế, tức có thể khéo nhận biết hành 4 nhiếp pháp. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức sẽ đầy đủ sắc tướng vi diệu. 10 pháp ấy là những gì? 1. Thường tu tập oai nghi vắng lặng. 2. Thường tu tập oai nghi không giả dối. 3. Thường tu tập oai nghi thanh tịnh. 4. Người nhìn thấy đều sinh tâm yêu thích. 5. Người trông thấy đều sinh tướng thiện. 6. Người nhìn thấy không chán. 7. Người trông thấy không đều có ý vui thích. 8. Tất cả hữu tình trông thấy đều không bị trở ngại. 9. Tất cả hữu tình trông thấy đều sinh tâm hoan hỷ. 10. Tất cả hữu tình khi nhìn thấy đều sinh tâm thanh tịnh. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy, tức đầy đủ sắc tướng vi diệu. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức sẽ làm chỗ nương tựa cho người khác. 10 pháp ấy là những gì? 1. Đối với hữu tình sống lâu trong cõi sinh tử đầy sợ hãi, nên vì họ mà làm người giúp đỡ. 2. Hữu tình sống lâu nơi cõi sinh tử mênh mông đầy dẫy những hiểm nguy, hoạn nạn, nên vì họ mà làm người khéo dẫn đường. 3. Hữu tình chìm đắm nơi biển lớn sinh tử, nên vì họ mà cứu vớt. 4. Những hữu tình không có thân thuộc, nên vì họ mà làm người bảo hộ, chở che. 5. Những hữu tình bị buộc trói lâu trong bệnh nặng phiền não, khổ đau, nên vì họ mà làm vị thầy thuốc. 6. Những hữu tình không có người giúp đỡ, cứu vớt, nên vì họ làm người giúp đỡ, cứu vớt. 7. Những hữu tình không có chỗ nương thân, nên vì họ mà làm nơi cư ngụ. 8. Có những hữu tình không nơi để quay về, nên vì họ mà làm nơi quay về. 9. Những hữu tình không nơi ở yên, nên vì họ mà làm bến bãi. 10. Những hữu tình không nơi chốn hướng đến, nên vì họ làm nơi hướng đến. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp như thế, tức có thể làm nơi nương tựa cho kẻ khác. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây sẽ giống như cây thuốc lớn. Này Thiện Nam, ví như ở thế gian có cây thuốc lớn, tức là thiện kiến. Nếu có hữu tình bị trói buộc vào các thứ bệnh khổ, tùy từng bộ phận của cây thuốc ấy dùng để chữa trị khi các tật bệnh đều được thiện. 10 pháp ấy là những gì? 1. Dùng phần rễ của cây thuốc. 2. Dùng phần thân của nó. 3. Dùng phần cành, nhánh của nó. 4. Dùng phần lá của nó. 5. Dùng phần hoa của nó. 6. Dùng trái của nó. 7. Tùy lúc trông thấy mà dùng bình hình sắc của nó. 8. Tùy lúc ngửi mà dùng mùi hương của nó. 9.
tùy lúc nếm mà dùng vị của nó. 10. Tùy theo cử động mà dùng sự xúc chạm nơi nó. Này thiện nam, Bồ Tát cũng là như vậy, từ khi mới phát tâm trở đi đều khéo có thể trị dứt những bệnh phiền não của các hữu tình. Các hữu tình tùy chỗ tu hành nên bệnh tật thể đều thuyên giảm. 1. Thọ dụng bố thí ba la mật của Bồ Tát. 2. Thọ dụng tỳ giới ba la mật của Bồ Tát. 3. Thọ dụng nhẫn nhục ba la mật của Bồ Tát. 4. Thọ dụng tinh tấn ba la mật của Bồ Tát. 5. Thọ dụng thiền định ba la mật của Bồ Tát. 6. Thọ dụng trí tuệ ba la mật của Bồ Tát. 7. Thấy được thân của Bồ Tát, thọ dụng sắc tướng ấy. 8. Nghe được danh hiệu của Bồ Tát, thọ dụng âm thanh ấy. 9. Nếm được pháp vị công đức thanh tịnh của Bồ Tát. 10. Được gần gũi để cung kính cúng dường Bồ Tát. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy, tức được như cây thuốc lớn. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát tu tập 10 pháp sau đây, tức có thể siêng năng tu tập hạnh phước. 10 pháp ấy là những gì? 1. Tùy theo sức cúng dường tam bảo. 2. Đối với những hữu tình bệnh khổ, vì họ mà cho thuốc vi diệu. 3. Các hữu tình đói khát, vì họ mà bố thí thức ăn uống. 4. Nếu các hữu tình bị lạnh nóng bức bách đau khổ, vì họ tạo sự bảo vệ che chở. 5. Thường phải tôn kính bậc thầy khuôn mẫu A-sa-lê và các bậc thân giáo sư hòa thượng. 6. Gặp những người cùng tu phạm hạnh nên đứng lên đón tiếp, chắp tay cung kính lễ bái và hỏi han. 7. Tu sửa chăm sóc nơi vườn rừng tinh xá. 8. Luôn luôn lấy ra từ kho tàng những của cải, lúa thóc đem bố thí cấp phát cho hữu tình. 9. Đối với những tôi tớ và người làm thuê thì nuôi nấng giúp đỡ, bảo vệ bình đẳng. 10. Trong các thời thường xuyên cúng dường các sa môn bà la môn giữ giới. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy, tức có thể siêng năng tu tập hạnh phước. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây thì khéo có thể hiện bày sự biến hóa. 10 pháp ấy là những gì? 1. Từ nơi một cõi Phật, thân tướng bất động, nhưng có thể ở nơi vô số cõi Phật khác, Bồ Tát tại các trụ xứ của chư Như Lai ấy thưa hỏi về những nghĩa lý sâu xa. 2. Từ nơi một cõi Phật, thân tướng bất động, nhưng có thể ở nơi vô số cõi Phật khác, trước các đức Như Lai nghe nhận những giáo pháp sâu xa. 3. Từ một cõi Phật, thân tướng bất động, nhưng có thể đối với vô số cõi Phật khác, nơi chỗ các đức Như Lai thừa sự cúng dường. 4. Từ nơi một cõi Phật, thân tướng bất động, nhưng có thể đối với vô số cõi Phật khác, thành tựu trọn vẹn các hành trang giác ngộ. 5. Từ nơi một cõi Phật, thân tướng bất động, nhưng có thể đối với vô số cõi Phật khác, có các vị Bồ Tát thành tựu quả vị chánh giác đều tôn trọng và cung kính cúng dường. 6. Từ một cõi Phật, thân tướng bất động, nhưng có thể đối với vô số cõi Phật khác, tự thân thị hiện chứng đắc Phật đẳng chánh giác. 7. Từ một cõi Phật, thân tướng bất động, như có thể trong vô số cõi Phật khác thì hiện đi tới đạo tràng Bồ Đề. 8. Từ một cõi Phật, thân tướng bất động, như có thể trong vô số cõi Phật khác chuyển pháp luân nhiệm màu. 9. Từ một cõi Phật, thân tướng bất động, như có thể ở trong vô số cõi Phật khác thì hiện niết bàn. 10. Từ một cõi Phật, thân tướng bất động, nhưng có thể ở nơi vô số cõi Phật khác cho đến những nơi hữu tình, có thể sinh tới tùy theo sự thích hợp mà biến hóa để hóa độ. Bồ Tát thi thường biến hóa nhưng không phân biệt người biến hóa và đối tượng được biến hóa. Bây giờ Bồ Tát trừ cái chướng bạch Phật, bạch Thế Tôn. Thế nào là Bồ Tát thường biến hóa nhưng không phân biệt người biến hóa đối với đối tượng được biến hóa? Phật nói, này thiện nam, nay ta nêu ví dụ, ông hãy lắng nghe. Ví như mặt trời mặt trăng xoay khắp bốn châu lớn, tùy theo mỗi châu thu nhận ánh sáng, tất cả hữu tình ở châu đó đều được soi chiếu cùng khắp. Như mặt trời mặt trăng kia không có phân biệt, ta là chủ thể soi sáng, còn tất cả hữu tình là đối tượng được soi sáng. Vì sao? Vì mặt trời mặt trăng kia từ xa xưa đã tu tập, nay được quả báo nên có thể soi sáng. Này thiện nam, Bồ Tát cũng lại như vậy, tuy làm việc biến hóa nhưng không phân biệt chủ thể biến hóa và đối tượng được biến hóa, đều không nêu bày sự tỏ ngộ, cũng không gây tạo nên
Vì sao? Vì Bồ Tát từ xa xưa đã thành tựu được nghiệp báo thiện thù thắng. Từ xa xưa, khi Bồ Tát tu trì hạnh Bồ Tát, tùy theo nguyện lực, tùy theo hành nghiệp, cho nên ngày nay có thể biến hóa và không phân biệt. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy thì khéo có thể hiện bày sự biến hóa. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức có thể nhanh chóng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. 10 pháp ấy là những gì? 1. Có thể khéo gồm đủ và khéo tích lũy hành bố thí. 2. Khéo gồm đủ hành giới, khéo tích lũy hành giới, không thiếu sót về hành giới, không có hành giới tạp nhiễm, vượt qua tất cả hàng thanh văn chuyên giác, thành tựu trọn vẹn các hành giới thanh tịnh trắng trong. 3. Khéo gồm đủ hành nhẫn nhục. 4. Khéo gồm đủ hành tinh tấn. 5. Khéo gồm đủ hành thiền định. 6. Khéo gồm đủ tuệ thù thắng. 7. Khéo gồm đủ phương tiện. 8. Khéo gồm đủ các hạnh nguyện. 9. Khéo gồm đủ các lực. 10. Khéo gồm đủ trí chân chánh, tích chứa tập hợp đủ trí. Do Bồ Tát thành tựu trí bất cộng nên có thể vượt qua trí của tất cả hàng thanh văn duy giác, vượt trên trí của Bồ Tát trụ địa thứ nhất cho đến Bồ Tát trụ địa thứ 9. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp như thế, tức có thể nhanh chóng cho đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Đức Thế Tôn giảng nói chánh pháp như thế thì trong tam thiên đại thiên thế giới liền có đủ 6 cách chấn động. Lại trong tam thiên đại thiên thế giới này, các núi hiện có như núi Tu Di Sơn Vương, núi Mộc Chân Lăng Đà, núi Đại Mộc Chân Lăng Đà, núi Tiểu Tiết Vi, núi Đại Tiết Vi, cùng các núi báu, núi đen, những núi nhỏ khác, đỉnh cao nơi các dãy núi ấy tự nhiên đều thấp xuống hướng về núi Tượng Đầu, bày tỏ sự cúng dường Phật và chánh pháp. Lại trong tam thiên đại thiên thế giới, tại dưới thế giới ấy, tất cả những cây cỏ hoa có quả cũng đều cúi thấp hướng về núi Tượng Đầu để cúng dường Đức Thế Tôn và chánh pháp. Lúc ấy lại có vô số trăm ngàn ức Bồ Tát hóa hiện vô số các loại y phục trang nghiêm, số lượng chất chứa như núi Tu Di được cúng dường Đức Thế Tôn và chánh pháp. Lại có vô số trăm ngàn vị Thiên Chủ Đế Thích, Phạm Vương Hộ Thế, thảy đều chấp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn, tuôn xuống trên chỗ Phật Hoa Trời Mạng Đà La, Hoa Đại Mạng Đà La. Lại có vô số trăm ngàn các chúng thiên tử, mỗi vị đều cầm loại áo trời, ở giữa hư không uốn thân xoay vòng, cất lên trăm ngàn âm thanh trong trẻo phi diệu được cúng dường. Lại dùng hoa trời tung rải trên Đức Phật rồi cùng nói: chúng con hôm nay thấy được Đức Phật Thế Tôn là lần thứ hai xuất hiện ở thế gian, là lần thứ hai chuyển chánh pháp luân. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình có đủ phước đức lớn tu tập các nghiệp thiện, nơi trú xứ của Phật trước đã phun trồng cội rễ các phước đức, người ấy mới được nghe chánh pháp này, huống chi lại có thể nghe rồi phát tâm thanh tịnh. Lại có vô số trăm ngàn vị ma hồ la già, thảy đều cùng phát ra những âm thanh rất lớn như tiếng sấm. Tiếp theo là biến hóa hiện ra những vần mây lớn bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới cùng núi Tượng Đầu, tuôn các loại nước thơm đều đầy đủ, nhưng các hữu tình ở đấy cũng không thấy bị quấy nhiễu, tạo nên những hiện tượng đó là để cúng dường pháp Phật. Lại có vô số trăm ngàn long nữ đến trước Đức Thế Tôn cất lên lời ca vịnh để cúng dường Phật. Lại có vô số trăm ngàn chúng Kè Tát Bà, chúng khẩn na la nhiễu vòng theo phía bên phải cả tam thiên đại thiên thế giới và núi Tượng Đầu, cất lên những lời ca vịnh trong thanh vi diệu để cúng dường Phật. Kinh Trừ Ca Chướng Bồ Tát Sa Văn quyển 20. Lúc ấy còn có vô số trăm ngàn chúng giả xoa tu xuống các hoa sen được cúng dường Phật, lại thổi gõ hòa cùng gió khiến người chạm xúc đều được an lạc. Lại có vô số cõi Phật, các bậc Như Lai nơi các cõi ấy được cúng dường Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni cùng chánh pháp, nên mỗi vị từ giữa chân mày phóng ra luồng hào quang lớn gồm đủ các màu sắc xanh vàng đỏ trắng hồng của ngọc pha lê, ngọc phỉ thúy với đủ các hình tướng.
Những luồng hào quang đó xoay vòng theo phía bên phải, tỏa khắp tam thiên đại thiên thế giới, chiếu sáng rực rỡ, phá trừ tất cả những tối tăm. Hào quang ấy lại xoay vòng quanh núi Tượng Đầu, sau đó lại theo nơi đỉnh đầu của Đức Thế Tôn mà thu vào. Còn có vô số trăm ngàn bà la môn, sát đế lợi, sĩ phu, chân chúng, mỗi người đều cầm hương hoa, hương xoa, hương bột, các vòng hoa tuyệt đẹp, các thứ y phục, cờ phướng, lọng báu đem dâng trước Phật để cúng dường. Lúc Phật đang giảng nói về chánh pháp như thế, và các vị trời rồng thần cùng cúng dường cho có 72 ức Bồ Tát đạt được pháp nhẫn vô sinh, vô số trăm ngàn ức ức hữu tình, xa lì bụi nhơ đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Vô số trăm ngàn ức ức hữu tình trước đó chưa từng phát tâm Bồ Đề, đều đã phát tâm cầu đạo quả Đại Bồ Đề Vô Thượng. Bây giờ có một vị thiên nữ tên là Trường Thọ, đã từ lâu cư trú nơi núi Tượng Đầu, cùng với đám quyến thuộc đều có mặt trong pháp hội của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy để cúng dường Đức Phật nên trở về cung của cung mình, lấy những thứ cúng dường rồi trở lại chỗ Phật, bày tỏ sự tôn trọng cung kính, một lòng chuyên chú dâng lên những thứ cúng dường, tâm trí thành cúng dường như vậy rồi đến trước Phật bạch. Bạch Thế Tôn, con biết từ rất lâu trong đời quá khứ có 10.000-2.000 các Đức Phật Như Lai đều từng ở nơi núi Tượng Đầu này giảng nói chánh pháp, cũng nghĩa như thế, cũng lý như thế, cũng văn như thế. Phật nói, này này thiên nữ Trường Thọ, ngươi chính đã đạt được điều lợi lành là gặp được giáo pháp quý báu như thế xuất hiện ở đời, mỗi dịp đều được đích thân nghe pháp. Lúc ấy trong pháp hội có các vị thiên tử đều suy nghĩ, nay vị thiên nữ này từ lâu đã từng nghe chánh pháp như thế, lại từng gần gũi nhiều Đức Phật Như Lai, vì sao lại không chuyển đổi thân nữ? Khi đó Bồ Tát Trừ Ca Chướng biết sự suy nghĩ của các thiên tử rồi nên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà thiên nữ Trường Thọ có vẻ uy đức lớn, từ lâu từng nghe chánh pháp như thế, lại từng gần gũi nhiều Đức Phật Như Lai, vì sao không chuyển đổi thân nữ ấy? Phật nói, này thiện nam, không chuyển đổi nữ thân nữ thì có nguyên do lớn, đó là làm lợi lạc cho tất cả hữu tình. Vì sao, này thiện nam, vị thiên nữ này đã trú nơi quả vị Bồ Tát giải thoát không thể nghĩ bàn. Ta biết thiên nữ Trường Thọ ấy từng ở trú xứ của các Như Lai, số lượng vượt hơn mọi sự tính đếm, quyến tỉnh phát tâm Bồ Đề cho đến khi nhập đại niết bàn. Do duyên cớ ấy nên vị thiên nữ này đạt được uy đức thần thông rộng lớn. Này thiện nam, vị thiên nữ Trường Thọ này trong hiền kiếp cúng dường chư Phật rồi, ở nơi cõi Phật ấy sẽ thành Phật hiệu là Trường Thọ Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với thiên nữ Trường Thọ, ngươi hãy hiện bày sự trang nghiêm nơi cõi Phật của mình. Lúc ấy thiên nữ Trường Thọ liền nhập pháp tam muội, hiện nhất thiết sắc tướng, từ trong chánh định ấy hiện ra tam thiên đại thiên thế giới này, đất bằng như lòng bàn tay, loại bỏ hắc sơn, ca đuôi đất đá cùng những cây cối vốn có khác nên hoàn toàn thanh tịnh đáng yêu thích, vì đều do lưu ly tạo thành. Mọi nơi đều có cây quý kiếp ba, mọi nơi đều có ao hồ, nguồn suối đất trong lành tươi đẹp, nước có tám công đức đầy trong những ao hồ ấy, không có những hạng người tầm thường, cũng lại không nghe có tiếng người nữ. Chốn chốn đều hiện ra hoa sen lớn, mỗi hoa sen to bằng bánh xe, trong các đóa hoa sen ấy đều có tượng Bồ Tát xếp chân ngồi kiết già, lại hiện Đức Thế Tôn Trường Thọ. Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác cùng các vị Bồ Tát đồng hội họp giảng kinh, giảng nói chánh pháp. Có vô số trăm ngàn ức ức Đế Thích Phạm Vương hộ thế hiện diện, trước sau lại có vô số trăm ngàn ức ức chúng Bồ Tát vây quanh nghe pháp, cũng đều giảng pháp môn như vậy. Bây giờ thiên nữ Trường Thọ biến hiện như thế rồi, liền ra khỏi chánh định, đến trước Đức Thế Tôn, đi vòng quanh theo phía bên phải ba vòng rồi ẩn, không hiện ra nữa. Khi ấy Bồ Tát Trừ Ca Chướng cũng đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ đối với chánh pháp này nghe rồi thọ trì đọc tụng, nhớ nghĩ, giải rõ ý nghĩa,
lại bị người khác giả nói, rộng khóc thì người ấy có được bao nhiêu phước đức. Phật bảo, này thị nam, giả sử như trong tam thiên đại thiên thế giới đầy khắp những hữu tình, và họ đều tu hành bố thí, trải qua vô lượng thời gian liên tục không dứt, là có thiện nam thiện nữ đối với chánh pháp này phát tâm thanh tịnh đúng như pháp mà biên chép, lại khéo đối chiếu so sánh kỹ lưỡng, đem tâm thanh tịnh chuyển bàn cho người khác, thì người ấy có phước đức hơn hẳn người trước. Vì sao, này thiện nam? Vì bố thí tài vật của cải không ra khỏi sinh tử, còn pháp thí là vô cùng cao cả, là vô cùng thù thắng. Vì sao? Vì tất cả hữu tình sống trong cõi sinh tử, phần nhiều tham nhận các thứ của cải lợi lộc, nên không thể thọ nhận pháp vị tối thượng, vượt khỏi thế gian. Lại nữa này thiện nam, giả như có người và các hữu tình đầy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới đều khiến họ an trụ vào đạo 10 nghiệp thiện. Lại nếu có người đối với chánh pháp này lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, giải thích ý nghĩa, rồi vì người khác mà giảng nói rộng rãi, thì phước đức của người này gấp hơn người trước nhiều lần. Vì sao? Này thiện nam, vì đạo pháp 10 nghiệp thiện phát sinh từ chánh pháp này. Lại nữa này thiện nam, giả sử các hữu tình đầy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới đều làm cho họ chứng được quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Lại nếu có người đối với chánh pháp này lắng nghe, tọa trì, ghi nhớ, giải thích ý nghĩa, rồi vì người khác giảng nói rộng rãi, thì người ấy được phước đức nhiều gấp bội hơn hẳn người trước. Vì sao? Này thiện nam, nên biết tất cả quả vị thanh văn duyên giác đều từ nơi pháp tánh này mà đạt đến. Các vị Bồ Tát cũng đều từ trong pháp tánh này mà thành tựu. Như Lai cũng đạt được pháp tánh ấy nên xuất hiện ở thế gian. Lại nữa này thiện nam, nếu người nào có thể đối với chánh pháp này thọ trì, đọc tụng, hiểu rõ ý nghĩa, thì người ấy tức cùng ở trong các kinh thọ trì đọc tụng giải thích nghĩa lý sâu xa. Vì sao? Vì pháp tánh này là mẹ của các pháp. Này thiện nam, như các vị Bồ Tát nếu không đạt được pháp tánh chân chánh này thì không thể chứng đắc pháp tánh rộng lớn. Bây giờ trong pháp hội của các vị đại thanh văn, từng vị đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai bên phải, quốc phải quỳ sát đất cùng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đạt pháp tánh này rồi, thì có thể hiện bày khắp hết cõi sinh tử rộng lớn chăng? Phật nói, này các bí xô, đúng vậy, đúng vậy. Đức Thế Tôn nói với tất cả đại chúng trong pháp hội, này thiện nam, nếu như các địa phương có thể là nơi chốn giảng nói chánh pháp như thế, thì địa phương ấy đúng là đạo tràng Bồ Đề lớn, tức là nơi chuyển pháp luân, là nơi có linh tháp vĩ đại, và nên khởi suy nghĩ đó là nơi vị thầy lớn của ta đã du hóa, dừng lại. Vì sao? Này thiện nam, vì pháp tánh tức là Bồ Đề, tức là chuyển pháp luân tức là Như Lai. Này thiện nam, nếu cúng dường chánh pháp tức là cúng dường chư Phật Như Lai. Nếu các địa phương có những vị thầy giảng pháp du hóa dừng chân, nên đối với địa phương ấy khởi tưởng có linh pháp. Đối với vị thầy giảng nói chánh pháp đó nên khởi tưởng là bậc đại sư, là nên khởi tưởng là bậc thiện tri thức, nên khởi tưởng là vị thầy dẫn đường tốt. Vì duyên cơ ấy, khi được thấy bậc thầy giảng pháp, nên sinh tâm hoan hỷ, tin tưởng thanh tịnh, tôn trọng, cung kính, mời đón, ca ngợi, tán dương và nói lành thay. Lại nữa này thiện nam, nếu ta nêu bày việc khen ngợi, tôn trọng, cung kính về công đức của vị thầy giảng nói chánh pháp, cũng như nói về phước báo và ân lớn của vị thầy ấy, những sự việc như thế nếu trải qua một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nói được một phần nhỏ. Này thiện nam, nếu có người yêu thích giáo pháp, những thiện nam thiện nữ ấy lấy máu của chính thân mình rưới rải trên mặt đất cũng không thể báo đáp được một phần nhỏ ân đức của vị ấy. Vì sao? Vì vị thầy giảng nói chánh pháp ấy do có thể nhận lãnh hành trì pháp nhãn của Như Lai là việc rất khó làm. Này thiện nam, vì vậy các vị pháp sư khi giảng nói chánh pháp như thế nên thể hiện đức vô úy,
không nên e sợ mà sinh tâm ngăn ngại. Phải mặc áo mới sạch sẽ, giữ tâm thanh tịnh. Lúc đang nêu giảng, nếu được người khen ngợi, không khởi tâm tự cao, không hiện tướng ngã mạn, không sinh chấp trước, không tự tán dương, không xúc phạm người khác, không sinh tâm đắm nhiễm vướng mắc, phải nên cung kính tôn trọng việc giảng nói chánh pháp. Lúc ấy vua trời Đế Thích tiến đến trước Phật bạch: Bạch Thế Tôn, nếu ở những nơi chúng khác có giảng nói chánh pháp như thế, con sẽ tự mình hướng dẫn các quyến thuộc trong cung cùng đến nơi ấy lắng nghe, thọ nhận chánh pháp vô cùng sâu xa ấy và giúp đỡ ủng hộ vị thầy đang giảng nói chánh pháp ấy. Phật nói: lành thay, này Kiều Thi Ca, ông nên khéo trì hộ pháp của chánh pháp của Như Lai, như điều ông cần làm là hoàn toàn thích hợp. Bây giờ Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Chúng con nên phụng hành thế nào? Phật nói: Này Thiện Nam, kinh này tên là nói về điều Bồ Tát trừ cái chướng thưa hỏi, cũng gọi là mây báu, cũng gọi là chứa nhóm các công đức báu, cũng gọi là ngọn đèn trí tuệ. Các vị cứ theo tên ấy mà thọ trì. Phật giảng nói kinh này xong, Bồ Tát trừ cái chướng cùng với chúng Đại Bồ Tát, chúng Bồ Tát thanh văn trong Pháp hội, các vị vua trời như Đế Thích, Phạm Vương, Hộ Thế, Trời Đại Tự Tại, vô số ngàn các thiên tử, tán bộ chúng trời, rồng, dạ xoa, kẻ tác bà, Atula, Kalola, Khẩn Nala, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân, tất cả nghe lời Phật dạy đều vui vẻ, tin tưởng, phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Kinh Trừ Các Chướng Bồ Tát.